Rồi hello các bạn ha, Thiện đang ở trụ sở công ty của Thiện, đó là 52 Đông Du, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì cái trụ sở công ty Thiện nó bên đối diện nha. Đấy. 52 Đông Du, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh nằm đối diện. Thì bây giờ Thiện sẽ quay camera đằng sau và chúng ta sẽ đi vào văn phòng Google Web Digi để xem như thế nào nha. Đây là con đường Đông Du. Đông Du nha. Nó gần phố đi bộ á. Phố đi bộ Nguyễn Huệ á. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi qua lộ nha. Này lộ 2 chiều cho nên là xe nó đông lắm. Thì quý khách hàng hay là quý học viên, quý đối tác nếu có đến trụ sở cứ đến cái địa chỉ này nha, 52 Đông Du này. Tòa nhà Paximex nha, trụ sở công ty Web Digi sẽ đặt ở đây. Đấy. Thì khi đến trụ sở công ty các bạn chạy thẳng vô trong luôn gửi xe nha. Thẳng trong gửi xe ở dưới tầng hầm. Đây gặp những cái bác bảo vệ, chú bảo vệ lúc nãy đó, gửi xe và mình sẽ đi lên trong phòng là ở trên đây. Đấy. Mình sẽ lên bậc thang này. Hoặc là gửi xe đây này. Đấy. Mình sẽ lên bậc thang này. Còn nếu ai gửi xe hơi thì gửi bên ngoài nha. Đậu bên ngoài. Đấy. Rồi mình sẽ đẩy cửa đi vào luôn nha. Rồi. Đây là cái Miss Cẩm Lệ Tăng. Các chị thương xinh đẹp đúng không? Không biết có người yêu chưa thôi. À. Ủa em có người yêu chưa Cẩm? Có. Có rồi đúng không? Rất là tiếc nha các bạn. Rồi mình đi vô cái phòng họp nha. Phòng này sẽ là phòng họp của Web Digi. Nếu như các bạn đến sớm hay là thông báo với Thiện trước thì Thiện sẽ đặt lịch. Đây là phòng họp. Còn anh này là Mr. Bảo, anh này là phụ trách kế toán tài chính bên mình. Đấy. Anh đẹp trai đúng không? Rồi thì đó là Thiện đã review xong cái trụ sở công ty Web Digi cũng như là cách thức các bạn có thể đến trụ sở và gửi xe đi vào công ty nha. Thì xin đóng video đây. Còn bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào khác các bạn thì liên hệ với Thiện thông qua số hotline 0907684279 nha. Bye bye các bạn.